Sau khi bệnh viêm kết mạc cấp, đau mắt đỏ bùng phát và lây lan ở Hà Nội thì những ngày qua, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam cũng bắt đầu xuất hiện nhiều trường hợp mắc căn bệnh này, có nguy cơ lây lan thành dịch. Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng bị đau mắt đỏ trong thời gian gần đây. Khoa mắt, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông tin số ca bệnh đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện có dấu hiệu gia tăng. Trung bình mỗi buổi bác sĩ thăm khám cho 15 đến 20 ca bệnh, trong khi trước đó chỉ vài ca. Theo Phó trưởng khoa mắt, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, bệnh đau mắt đỏ thường xuất hiện vào mùa xuân, hè, dễ lây lan thành dịch. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, dịch đau mắt đỏ lại đang gia tăng bất thường, với nhiều trẻ bị mắc bệnh có biến chứng nguy hiểm.